Điều hòa Daikin VIP phun chức năng tên lửa Đết 2016 đầu 22 dùng cho khoảng 35m² đổ lại mọi người này. Ok, chào mọi người nhá. Buổi sáng hôm nay em vừa cập bến một đôi nhá. Hôm nọ có về một chiếc thì em đã bán rồi, một bộ em đã bán rồi. Đây hôm nay về một đôi nhá. Điều hòa Daikin nhá, tên lửa này. Con này sẽ có auto clear này, cân bằng ẩm này, cấp khí tươi này, cảm biến hoạt động con người này. Đấy, con này thì cực kỳ VIP luôn mọi người nhá. Con này là đầu 56 tiếp, là đầu 56 tiếp mọi người này. Đầu 56 tiếp mọi người này. Đấy. Con này đến 2016 mọi người nhá. Nọ 2017 nhưng con này thì đẹp hơn con nọ. Đấy, đấy máy thì tất cả điều khiển zin các thứ còn nguyên mọi người nhá. Đây, máy mình sẽ cho mọi người xem. Con này rất mới luôn. Đây, dàn lại mình bóc cho mọi người này. Nhìn mới không ạ? Xanh lét luôn, con này dàn nó thật là chưa dùng luôn mọi người. Đấy, dàn chưa dùng luôn. Tất cả những con này bên em hàng đều là cực kỳ tuyển mọi người nhá, lựa từng con một. Nó thật là những hàng này em chơi, đây là vỏ zin hết mọi người nhá, vỏ zin hết. Những con này em chơi là phải chơi nổi bật, còn nếu mà đã hàng kém kém thì em bỏ qua. Đây mọi người này, dàn nóng mọi người này. Đấy, dàn nóng cũng mới nguyên luôn. Đấy, dàn nóng mới nguyên luôn, chưa không có bị móp méo gì luôn. Một con này là con cực kỳ tuyển này. Đấy. Cực kỳ tuyển đấy. Bác nào mà vớ được con này thì nói thật với các bác luôn là dùng mệt nghỉ luôn. Con này 35m² thì tải thoải mái. Phòng khách các thứ, phòng khách chung cư hay các thứ là con này là quá ok mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người, đấy, con nào cũng thế, dừa dàn xanh led này. Bác nào có nhu cầu về các cái dòng điều hòa VIP phun chức năng đầu 56 công suất 22.000 BTU này liên hệ bên em nhé. Hai bộ này thì bác nào mà sở hữu được hai bộ này thì em chúc mừng luôn. Thật sự nó quá tuyển luôn mọi người, thật sự là quá tuyển luôn. Những con này lại đây, những con này là gần như chưa dùng gì luôn mọi người này. Đấy, hàng nguyên zin nhá, từ đầu đến chân luôn, cực kỳ tuyển luôn mọi người nhé. Ok, bác nào có nhu cầu liên hệ bên em.